Chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình có mặt tại đây, mình quay cho các bạn cùng xem là mấy chú với mấy anh đang dỡ cái đống chà cá này nha. Mấy chú mấy anh đang rút chà, đang kéo chà liền lên trên nè, lên phía trên này nè. Ở đây mình quay là gần cây cầu sắt 13 nha các bạn. Lưới thì mấy chú bao giáp dòng mình, để mình quay một vòng cho các bạn cùng xem nha. Ở trên này còn cục chà nữa nè, cục chà này là cục chà nâm nha các bạn. Còn hai cái thau đó là mấy chú để một lát lặn gác á, liền vô thau á, với mấy cái nhánh cây nhỏ nhỏ ba cái chà xương á các bạn. Hiện giờ là nước cũng đang kém nha các bạn, nhưng mà có cái chà nó nằm lút tút ngoài xa, có thấy nhánh chà mấy chú đang mò chà dưới. Trong chà này mình thấy cá ngớp cũng khá là nhiều nha, liền cái nhánh chà lên đó. Thì cái đống chà này mình theo dõi thì nãy giờ thì cũng có cá trắng mà nó ít các bạn, ở đây ít cá trắng. Mấy anh được chờ lên đây nè. Cái vỏ kia là cái ghe đục đó các bạn. Ghe đục lát nó xúc cá lên để mình gom lại cái ghe đục này. Ghe đục khá là to luôn nha. Rồi để lát mấy chú mua lấy trà hết rồi mò trà xương mình quay tiếp các bạn ạ. Mò trà xương rồi ấp lưới nữa. Ở đây mình xin nhắc lại là mình quay ở gần cây cầu sắt 13 nha. Rồi giờ mấy chú với mấy anh lặn trà xương nha. Mấy nhánh trà lớn lấy lên hết trơn rồi các bạn ạ. Mấy cái nhánh trà với bọc bì liền ra ngoài nha. Mò gì đang gom cho sạch cái chân các bạn, để ấp lưới ở dưới nó không có bị chổi cá, nó không có ra cá trong trà này, nó ngớp nhôi luôn nè. Cái chú ở trong này thì liền vô thao. Cái tấm trà này mình thấy cá lau kiếm nó ngớp cũng khá là nhiều với cá chê nha các bạn. Không biết mấy chú dở trà ở khúc sông này có cá chép hay không nè. Chứ mình thấy cá nó ngớp cũng dữ lắm nè. Rồi, cái nào gần lưới thì liền ra ngoài luôn nha. Ôi ngớp rồi nè, ngớp đằng chú nè.
con trà này khá là gác luôn các bạn ạ, quá gác rồi. Còn nhánh trà lớn đây có lúng ở dưới sình còn sót lại, chú nhổ rút lên luôn. Chú hạ cái dàn lưới để liền gác ngay cho dễ các bạn. Ở đây ít cá trắng, chú chèo lưới cũng thấp. Rồi để mình xuống mình lặn tiếp ba cái trà xương nha các bạn, với ba cái gác các bạn. Rồi lát mấy chú cấp lưới mình quay tiếp nha. Giờ mấy chú mấy anh đang lặn kéo cái đường chì ở dưới nha các bạn, đang ốp sát vô các bạn ơi. Kéo cái đường chì, chú kia đang lặn ở ngoài cái góc ở ngoài kia ngoài các bạn, chưa thấy anh lên luôn. Bật đồ ở trên ghe đục sạn hai cái bó lạc nha các bạn. Lạc này có khoảng 3 tắc nha, cũng khá là dài. Lạc đó để lát nịch cái đường chì ở dưới đó, cho cá nó không có ra được. Rồi, chú lặn tiếp kéo cái đường chì dưới nữa đó. Dính đầu ở ngoài rồi các bạn ơi, dính lưới ngoài kéo không lên. Rồi chú ngoài kia lặn gỡ xong rồi đó, gỡ cái nó dính trà phía bên kia các bạn. Rồi ông anh ở trên xuồng ông phân lưới vô. Ông kéo bỏ sẵn ra đi. Của mấy chú khá là dài luôn, chưa thấy lên luôn. Rồi lên một chú, tiếp tục chú trong này lên luôn. Sao không quẹt vô gì chứ cả trời. Ông Tư, vậy sao ông không quẹt vô? Rồi mấy chú giờ cây lên phía trên.
Con sông này khá là sâu nha các bạn. Chú lặn ở ngoài đó phải có cây lặn mới tới đáy. Mấy chú lặn kéo gần lên tới cái hàng cây trên này nè các bạn. Cái mấy chị kia là tới hàng cây trên này. Cái xà lan đó, xà lan chở gạch nha các bạn. Giờ mấy chú nhổ hai cây đó luôn. Rồi mấy chú mấy anh kéo cho lên tới cái hàng cây này luôn nha các bạn, để lấy nè, lấy dây lạc nè dưới. Rồi mấy chú chuẩn bị lạc để nịch cái đường chì ở dưới rồi đó các bạn ơi. Đó, chú đó rút lạc để lặn dưới nha. Rồi giờ ông chú cũng lạc tiếp rồi đó các bạn ơi. Các chú tiếp về xuống rồi.
lặn lịch ở dưới khá là công phu nha các bạn. Cái hờ của mấy chú lặn cũng khá là dài luôn. Trên xuồng thì bắt lưới lên xuồng, kéo lưới lên xuồng. Ở phía trên này là cái cục chà nâm nha các bạn. Cá trong cục chà nâm này cũng dữ lắm luôn. Rồi đến lát rồi mấy chú dở chà ra rồi mình quay tiếp các bạn, chà cục chà nâm mình. Rồi bây giờ mấy chú lấy chà để luyện ra nha các bạn. Cục chà nâm này nữa là lên cá đó các bạn ơi. Còn ở đằng kia hai ông chú thì luyện cây xuống để chuyến sau dở tiếp đó các bạn. Cái chú chắc cái cục chanh năm này lớn quá các bạn. Cây cũng còn khá là nhiều nha các bạn. Rồi, mình kia sạn dây đèn để một lát chuẩn bị cuộn mấy cái tre lại. Quay ở đây mình cũng xin nhắc lại là gần cái cầu 13 nha các bạn, cầu sắt 13. Mấy chú lấy hết trà trong đây rồi mình về tiếp các bạn. Mấy chú mấy anh lấy gần hết trà các bạn ơi. Cá mình thấy nó cũng ngớp nhoi trong này luôn này. Đó, cá chê nhiều, cá chê không các bạn. Đó, chê cá thắt lát, cá chèn nữa, nguyên một ổ cá chê luôn rồi. Rồi cái đống trà này bữa nay trúng mắm cá chê nữa rồi các bạn. Đây nhánh cây to to không à, mấy chú dở cũng lẹ.
ăn khủng thiệt. Rồi, ông chú ở đằng này thì mở mấy cái cây nẹp này nè các bạn. Mở cái nẹp đằng gồm chị lứ lên. Rồi, mấy chú lặn hết trà ở dưới luôn rồi đó. Rồi, mấy chú lên xuồng để phân lưới nha các bạn. Phân cái đường chỉ lên xuồng ấp vô. Ấp sát vô nè. Cái đồng lưới này sâu lắm nha các bạn. Còn cây nẹp gốc này nữa. Ui, cái chốt cá lăng quá trời cá luôn kìa, hai con cá lăng luôn dính lưới với cá chốt. Cá chốt dính lưới nữa đó, đó, đó. Ôi, cá chốt dính lưới kìa. Rồi, bây giờ mấy chú kéo cái đường chì lên luôn rồi đó. Đây là cá trên này nè các bạn. Cá chê. Cái tùng này sâu lắm, cá chưa lên đâu các bạn ơi. Có cá hề đuôi đỏ nữa mà ít. Mở cái cây nẹp gốc này luôn.
Còn dạ, dưới dài tuốt đó. Còn cộng nữa chứ. Ba cộng cái chết luôn á. Cách chê cà cạch luôn, nước cái trôi cái tùng xuống dưới luôn nè. Kéo quá, ở đây tao bày lên nó nhảy ra, nó ăn ra. Ồ, bày cái chốt. À, cá bắt đầu lên nè, các bạn bụm bụm rồi. Đây cá sơn cũng quá trời cá sơn luôn. Cá chốt, cá chèn, cá lóc, cá lóc luôn. Cá mẹ hôi luôn. Đây. Có chèn con cầm cầm không? Chê cá he, cá lăng. Quá khứ cá luôn rồi. Một đống cá lau kiến với cá chê. Cá chập cũng nhiều lắm nè. Bắt đi để lát nhảy rồi đó, nó rồi đi luôn rồi. Có cá chép được rồi. Ồ, cá lăng bị đi. Ê, bữa nào cũng con hết. Cá chốt rồi, cá chốt sọc. Cá chốt sọc nhóc luôn, cá chân chiều cá chốt chuột á. Ồ, bày cá chốt luôn. Cá chốt rồi đen gụi luôn. Rồi, giờ anh chú lấy cái vợt xúc. Bây giờ tao siêu to khổng lồ nữa rồi. Quá cá à. Tùng sâu lắm. Lên một vợt nè, thôi thôi đi cái vợt. Rồi, nạo vô đây luôn. Hai chú thêm cái vợt vô cá chép mà. Tôm nữa kìa. Có con tôm đó. Rồi, rồi, rồi. Quá khứ cái vợt kìa. Nó leo lên nè. Lè cũng nhiều luôn. Rồi, bắt đầu ông chú không gạo xúc một vợt nữa nè các bạn. Vợt này là vợt to nha. Lên một vợt nữa nè. Có lăng con cạnh cạnh rồi mà khô đi cái vợt. Cá chốt dưới vò chú ơi. Đó, cá chốt kìa. Nghe chỗ cái vợt cũng chút đó. Đó, cá lóc bơi lên. Rồi, lên nút vợt. Ê, quên. Quên. Cá nó lóc bình tĩnh lý. Lên một vợt to nè. Quá khứ cái vợt. Cái vợt nó mấy chục ký luôn, cá chèn dữ lắm nè. Cá chốt nha các bạn. Cá chê nữa. Lên một vợt nữa. Có lăng con cành cành không? Cá chèn, cá lóc, cá chép luôn. Cá chép rồi còn qua đi không bay. Tôm nữa. Lên một vợt to nè. Ủa. Còn cá chạch lấu nữa kìa. Cá chạch lấu kìa.
ông phụ má bắt đầu kiếm việc này tại đâu kiếm lát đâu hai ấy đi ông xúc trong lũ lũ lũi này các bạn hai nó lại sao á ba mấy bỏ sọt đây những hai vậy. Rồi lên một giờ cá nè. Lâu thúc đi. Hát qua luôn. Rồi giờ bưng đổ qua luôn. Đây cá chốt chuột quá nhiều luôn. Rồi bây giờ mấy chú với mấy anh đã bắt cá vô ghe đục xong hết rồi các bạn ơi. Rồi video mình đến đây cũng xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Cá này bỏ đầu đi. Bỏ mua trộn hả? Như thế, ngay trong cổng thứ 1. Dạ. Cá trong ghe đục nè. Quay nheo chung. Đi trong ghe.